Galaxy Wing Bezelix đẹp mê mẩn. Hàng loạt bằng sáng chế đăng ký các mẫu smartphone màn hình gập xuất hiện trong tuần qua, Samsung rõ ràng đang rất tập trung vào việc hoàn thiện các mẫu smartphone màn hình gập. Theo các tin đồn và bằng sáng chế, Tech Configurations đã tạo ra concept của chiếc Galaxy Wing Bezelix vô cùng ấn tượng. Concept Galaxy Wing Bezelix sở hữu màn hình chính AMOLED 7,5 inch với tỷ lệ màn hình so với thân máy là 98% nhờ viền bezel siêu mỏng, máy có camera sau 3 ống kính, cảm biến vân tay đặt dưới màn hình dùng chip Snapdragon 865, bản lề hoàn toàn mới và tối giản của Galaxy Wing Bezelix sẽ không tạo ra nếp nhăn ở phần bản lề gập lại.